Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 53 Tập 53 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú quyển Trung Trang 79 Chúng ta đem kinh văn ra đọc một lần Hà huống lâm mệnh chung nhân Tại sanh Vị tằng hữu thiểu thiện căn Các cứ bổn nghiệp tự thọ ác thú Hà nhẫn quyến thuộc cánh vi tăng nghiệp Thí như hữu nhân tùng viễn địa lai Tuyệt lương tam nhật Sở phụ đám vật cường quá bách cân Hốt ngộ lân nhân cánh phụ thiểu vật Dĩ thị chi cố chuyển phục khốn trọng Đây là một thí dụ ý nghĩa của thí dụ rất rõ ràng thí dụ có một người người này từ rất xa đến nơi này thời trước đây giao thông không phát triển người lữ hành đại đa số đều là đi bộ đường đi xa thì đương nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi tiêu hao sức lực nếu như ba ngày không được ăn cơm thì nỗi khổ của họ chúng ta có thể tưởng tượng thì biết ngay và người này không phải chỉ đi bộ du lịch mà họ còn gánh hành lý Gánh hành lý này nặng đến 100 cân Đây là gánh hành lý rất nặng Ba ngày chưa được ăn cơm Còn đi đường xa nữa Vậy thì rất mệt mỏi rồi Đây là thí dụ cho người sắp mạng chung Ở phía trước Lúc còn sống Không có làm việc gì tốt Sau khi chết Đương nhiên Theo hạnh nghiệp của họ thì họ phải nhận lấy quả báo của mình Hốt ngộ lân nhân Cánh phụ thiểu vật Đây là thí như Người thân quyến thuộc Không biết Còn muốn sát sanh cúng tế Làm cho tội nghiệp của họ nặng thêm Tiền đồ của họ đương nhiên sẽ càng khó khăn hơn rồi Thí dụ này dễ hiểu Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Trang 80 Thế tôn Ngã quán diêm phù chúng sanh Đã năng ư chư Phật giáo trung Nải trí thiện sự nhất mau nhất trích Nhất xa nhất trần Như thị lợi ích tất giai tự đắc Đây là Bồ Tát Địa Tạng nói những lời này với thế tôn nói thật ra nói với thế tôn chính là để thế tôn làm chứng minh cho ngài lời ngài nói ra mỗi câu đều là chân thật dụng ý cách nói này đích thực là vì chúng ta Nhiêm phù chúng sanh Chính là những người như chúng ta đây Đảng năng ư chư Phật giáo trung Hai chữ Phật giáo này là mấu chốt Ngày nay nhắc đến Phật giáo Có phải là ý nghĩa của chữ Phật giáo Ở trong tưởng tượng của chúng ta hay không? Không phải đây là ở trong giáo huấn Của tất cả chư Phật Phật dạy chúng ta như thế nào? Chúng ta có hiểu hay không? Chúng ta có làm được hay không? Thật sự hiểu rõ rồi Chịu làm Mặc dù làm được một chút xíu thiền nhỏ Nhất mau nhất trích Nhất xa nhất trần Đây là nói ít Hình dung tu thiện rất ít Mau Là sợi lông Sợi lông trên cơ thể chúng ta Đây là thứ nhỏ nhất Ở trong chánh báo của chúng ta Trần xa Hạt cát hạt bụi Là thứ nhỏ nhất Ở trong y báo đều là hình dung thiện nhỏ cái thiện nhỏ này bạn sẽ nhận được toàn bộ lợi ích huống hồ là thiện lớn những điều trong phật pháp dạy dù thiện nhỏ đi nữa cũng xứng tánh đã là xứng tánh thì thiện này nói thật ra là không có lớn nhỏ thiện lớn cũng trọn khắp hư không pháp giới thiện nhỏ cũng trọn khắp hư không pháp giới thậm chí bằng khởi một niệm tâm thiện một niệm tâm lợi ích chúng sanh thì quả báo cũng không thể nghĩ bàn bồ tát địa tạng nói những lời này người mới học quả thật rất khó tiếp nhận có phải phật bồ tát dùng những lời này để khuyến khích chúng ta chứ chưa chắc là chân thật chúng sanh tiếp xúc phật pháp đặc biệt là người mới học thì những nghi hoặc này có thể nói là vô cùng phổ biến đó là hoàn toàn dùng tâm phàm phu của chúng ta để đo lường cảnh giới của chư phật bồ tát vậy là quá đổi sai lầm Tâm phàm phu chúng ta là vọng tâm, còn tâm chư Phật Bồ Tát dùng là chân tâm. Vọng tâm thì dính diễn, không thể duyên đến được cảnh giới chân thật. Ở trong kinh luận pháp tướng nói rất nhiều. Công năng của ý thức thứ sáu là mạnh nhất ở trong tám thức đối với bên ngoài nó có thể duyên đến hư không pháp giới đối với bên trong nó có thể duyên đến a à lại gia thức nhưng đáng tiếc là nó không cách gì duyên đến tự tánh được các vị nên biết nhất chân pháp giới là tự tánh nó có thể duyên đến hư không pháp giới có thể duyên đến thập pháp giới bởi vì không có cách gì duyên đến nhất chân pháp giới không có cách gì duyên đến tự tánh cho nên kiến giải và trí huệ của phạm phu làm sao có thể biết được cảnh giới của phật bồ tát được chứ dựa vào vọng tưởng của mình tưởng tượng cảnh giới của phật bồ tát là hoàn toàn sai rồi đây là điều chúng ta nhất định phải biết trí huệ chân thật là gì hai chướng phá rồi thì trí huệ chân thật mới hiện tiền chúng ta hãy suy nghĩ xem chúng ta có phiền não chướng có sở tuy chướng không những có mà còn vô cùng nghiêm trọng thì làm gì có trí huệ chứ mình cho rằng mình cảm thấy rất có trí huệ trong phật pháp gọi đó là thế trí biện thông thế trí biện thông không thể giải quyết vấn đề Mời xem kinh văn dưới đây Thuyết thị ngữ thời Hội trung hữu nhất trưởng giả Danh viết đại biện Thị trưởng giả cửu chứng vô sanh Hóa độ thập phương Hiện trưởng giả thân Đến đây là một đoạn nhỏ Từ trong đoàn kinh văn này Chúng ta mới biết rõ Trưởng giả đại biện Đây cũng là Chư Phật như lai thị hiện Cửu chứng vô sanh Câu nói này Là Ngài đã thành Phật Từ rất lâu rồi Ngài độ hóa chúng sanh Trong mười phương thế giới Hiện thân trưởng giả Đây là thị hiện Cần dùng thân trưởng giả mà được độ Thì Ngài liền hiện thân trưởng giả Tham gia Pháp hội Địa Tạng Giúp đỡ Thế Tôn và Bồ Tát Địa Tạng Dương Giáo hóa chúng sanh Ngày đứng ra hỏi. Khi một người hỏi, một người đáp này là nhằm phá trừ nghi hoặc của chúng ta. Bên dưới nói hiệp trưởng cung kính. Vấn Địa Tạng Bồ Tát ngôn. Hiệp trưởng cung kính là hết sức kính trọng, là lễ độ. Thỉnh giáo Bồ Tát Địa Tạng Đại sĩ Đây là lời xưng tán Bồ Tát Thí Nam Diêm Phù Đề chúng sanh Mệnh chung chi hậu Tiểu đại quyến thuộc Vị tu công đức Nại chí thiết trai Tạo chúng thiền nhân thì mệnh trung nhân Đắc đại lợi ích Cập giải thoát phủ Ý nghĩa của những câu thịnh giáo này Không khó hiểu Đây là nói chúng sanh trong thế gian này của chúng ta Sau khi qua đời rồi Người thân quyến thuộc của họ Tu những công đức cho họ Thí dụ thiết trai ý nghĩa của thiết trai rất rộng, giống như ở trong tập tục hiện nay có đốt vàng mã, mông sơn thí thực, đây đều là thiết trai. Đây là mời quỷ thần ăn cơm. Cũng như việc tu phước Cúng trai tăng ở thế gian Vào thời xưa Gia đình giàu có Thiết trai cúng dường Cả nghìn vị tăng Và tạo đủ thứ nhân thiện khác Làm nhiều việc thiện hồi hướng cho người đã mất này Người đã mất này Có phải bởi nhờ người thân quyến thuộc Tu công đức cho họ Nên họ được lợi ích lớn phải không? Họ có được giải thoát hay không? Chúng ta thử xem lời khai thị của Bồ Tát Địa Tạng Địa Tạng đáp ngôn trưởng giả ngã kim vị vị lai hiện tại nhất thiết chúng sanh thừa phật uy lực lược thuyết thị sự bồ tát địa tạng trả lời xưng là trưởng giả đây là cung kính lẫn nhau trưởng giả xưng bồ tát là đại sĩ bồ tát xưng ngài là trưởng giả ngài đã hỏi rồi thì tôi hiện tại vì dĩ lai dĩ lai là chỉ chúng ta hiện tại là lúc đó nhất thiết chúng sanh thừa phật uy lực được thuyết thị sự câu thừa phật uy lực này là tôn sư trọng đạo không dám cho rằng mình có thể nói được sự và lý này quá sâu quá rộng tôi đâu có thể nói được nương nơi oai thần của đức phật gia trì mới có thể nói được thật ra bồ tát địa tạng đã thành phật từ lâu rồi cũng là thể hiện thành thân bồ tát trong số học trò có vô lượng vô biên người đã thành phật rồi thì đâu có lý nào thầy chưa thành phật chứ đây là chứng tỏ chư phật như lai đại từ đại bi hạ thấp thân phận xuống thành bồ tát để thuận tiện độ hóa chúng sanh các vị đều biết phật pháp là sư đạo chúng ta đối với thầy phải tôn kính nếu đến chỗ của thầy để cầu học sẽ không thuận tiện bằng thân phận bồ tát đến bồ tát cho chúng ta là bạn học họ là học trò của phật chúng ta cũng là học trò của phật Họ là học trò thời kỳ đầu Là học khóa trước chúng ta Cùng thân phận học trò Cho nên chúng ta không cầu Họ có thể đến tìm chúng ta Thầy không có lý nào đi tìm học trò Nhưng bạn học thì được Vì sẽ thuận tiện Cho việc giáo hóa rất nhiều Làm người bạn không mời cho tất cả chúng sanh Chỉ cần quan sát Thấy cơ duyên của chúng sanh chính mùi Thì họ sẽ chủ động đến Đây là phương tiện độ hóa Chúng sanh của thân phận Bồ Tát Cho nên Bồ Tát Địa Tạng dính viễn Ở vào địa vị Bồ Tát Nguyên nhân là ở chỗ này trưởng giả vị lai hiện tại chưa chúng sanh đẳng lâm mệnh trung nhật đắc văn nhất phật danh nhất bồ tát danh nhất biết chi phật danh bất vấn hữu tội vô tội tất đắc giải thoát lợi ích này thật sự là quá lớn quá lớn rồi Các vị nhất định phải biết Niệm sau cùng nhất lúc lâm chung Là mấu chốt Đời sau bạn đi về cõi nào Là do một niệm sau cùng này Nghiệp mà cả đời bạn tạo là rất nhiều Hướng hồ còn có đời quá khứ Nghiệp tích lũy đời đời kiếp kiếp là vô lượng vô biên Phật nói trên kinh Nếu như nghiệp mà bạn tạo Nó có thể tích Thể tích dù nhỏ như hạt bụi đi nữa Thì nghiệp đã tạo Là tận hư không Cũng không thể chứa hết Nghĩ lại trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay cái thí dụ hình dung này của Phật Không gì là quá đáng Cũng may mà tội nghiệp này không có thể tích Không có hình tướng Nhưng nó lại sanh ra sức mạnh Sức mạnh này đã tạo ra luân hồi Biến hiện ra đủ thứ Cảnh giới khổ thế nhưng một người đời sau đi về cõi nào để thọ xanh thật sự là quyết định ở niệm cuối cùng này niệm này đương nhiên là niệm mạnh nhất trong tất cả toàn bộ ý niệm phật nói trên kinh nghiệp nhân của chúng ta là vô lượng nghiệp nào mạnh thì dẫn đầu đi trước nghiệp nhân nào có sức mạnh nó sẽ đi thọ báo trước nếu như không nghe phật pháp thì người này trong lúc mạng chung họ sẽ nghĩ về những gì Nếu như họ nghĩ vì người thân quyến thuộc Ân ái khó buông bỏ Thì họ sẽ đi về cõi quỷ Vì tâm tham nặng rồi Nếu như nghĩ đến oan gia đối địch Vẫn chưa có báo thù Vậy thì đi địa ngục Vì tâm sân hận nặng rồi Mê hoặc điên đảo Đi trong mơ mơ hồ hồ Thì đi về cõi súc sanh cái này là nhiều nhất phổ biến nhất cho nên giàu lúc này là thời khắc mấu chốt nghe danh hiệu phật nhất tâm nghĩ tưởng phật thì họ làm sao không chạy thoát được chứ nếu như lâm chung có thể nghe được danh hiệu a di đà phật người này cả đời không có tiếp xúc phật pháp bao giờ lúc sắp mạng chung mới có người dạy họ niệm a di đà phật dạy họ niệm phật dạy họ cầu giảng sanh tịnh độ phật đến tiếp dẫn đi với a di đà phật thì họ đi làm phật rồi năm xưa ở thủ đô washington dc nước mỹ tiên sinh chu quảng đại đã là điển hình rất nổi bật ba ngày trước khi mất ông mới gặp được phật pháp khi người ta nói cho ông biết ông liền tin ngay liền tiếp nhận ngay và đã niệm phật ba ngày phật đến tiếp dẫn ông giảng sanh đây là người thân quyến thuộc là thiện tri thức gặp được người dạy ông niệm danh hiệu bồ tát niệm danh hiệu bích di phật Cho dù không thể giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Thì cũng chắc chắn được phước báo nhân thiên Giải thoát Chính là giải thoát ra từ ba đường ác Từ ba đường ác giải thoát ra sanh về ba đường thiện Đây là ở trong Phật giáo nếu như họ có thể hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu phật bồ tát thì họ được lợi ích công đức sẽ thù thắng hơn nữa họ thật sự có thể khế nhập cảnh giới cho nên sự việc này chúng ta phải nhớ kỹ khi tiễn đưa người sắp mất như định phải khuyên người niệm phật nếu như người thân quyến thuộc đều có thể trợ niệm vậy là vô cùng thù thắng niệm phật hàng ngày đều là gì một niệm lúc lâm chung này Hy vọng thường ngày niệm cho thành thục Đến lúc lâm chung không bị quên mất Thường ngày phải buông xả vạn duyên Thì lúc lâm chung mới không có chướng ngại gì Cái gì cũng phải buông xả Đối với thế gian này Thật sự không có một mảy may tham luyến nào Thì giảng sanh mới tự tại được Chỉ cần có dính nhiễm Một mảy may tham luyến Thì niệm Phật giảng sanh Lúc lâm chung sẽ có chướng ngại rồi Bản thân chúng ta phải biết cho thật rõ ràng, minh bạch lúc lâm chung có gặp được thiện tri thức hay không có gặp được một số người giúp đỡ hay không là rất khó nói rồi cho nên chúng ta biết sự việc này nên thường ngày phải kết nhiều thiện duyên muốn kết nhiều thiện duyên thì phải tham gia trở niệm nhiều bạn có thể thường xuyên giúp đỡ trở niệm cho người sắp lâm chung đây là nhân đến khi mình lâm chung thì nhất định sẽ có người đến giúp đỡ bạn thường ngày không chịu giúp đỡ người khác thì lúc lâm chung nhất định sẽ không có người giúp đỡ bạn rồi nhân duyên quả báo không mấy may say chạy cho nên thường ngày phải gieo nhân thiện thì bạn mới có thể được quả thiện nhất định phải tin lời bồ tát địa tạng dạy ở chỗ này xem tiếp kinh văn dưới đây đây đều là lời bồ tát địa tạng dạy nhược hữu nam tử nữ nhân tại sanh bất tu thiện nhân đa tạo chúng tội mạng chung chi hậu quyến thuộc tiểu đại vi tạo phước lợi nhất thiết thánh sự thất phần chi trung nhi nải hoạch nhất lục phần công đức sanh giả tự lợi đạo lý này nhất định phải biết chúng ta ngày nay xem thấy người thân quyến thuộc trong thế gian này làm phật sự cho người chết thông thường thỉnh người xuất gia là thỉnh bảy vị sao vậy bảy phần công đức họ mới có thể được một phần tụng kinh phải tụng bảy bộ đều là từ trong kinh này mà ra họ chỉ có thể được một phần bảy còn sáu phần bảy là bản thân người tụng kinh niệm phật được hưởng đây là nói ra tỷ lệ họ có thể được lợi ích bao lớn hoàn toàn xem bản thân người sống được lợi ích bao lớn người tụng kinh nếu như trong lúc tụng kinh khai ngộ chứng quả rồi chứng quả tức là vào được cảnh giới trong kinh đại đức xưa dạy chúng ta khi đọc kinh tùy văn nhập quán tùy văn nhập quán mọi người phải nghe cho rõ ràng không phải vừa xem kinh vừa khởi vọng tưởng thế là bạn hoàn toàn sai rồi không phải vừa đọc kinh vừa nghĩ kinh này có ý nghĩa gì đọc như vậy thì ta và người đều không có được lợi ích vẫn không bằng thật thà niệm từ như thị ngã văn đến tính thọ phụng hành mà không có một vọng niệm nào thì mới có công đức công đức này là tâm thanh tịnh bạn tu tâm thanh tịnh bạn ở trong đây tu định họ được lợi ích nếu như có thể nhập quán quán là không dùng tâm ý thức dùng tâm ý thức là tư tưởng không phải quán là vọng tưởng không dùng tâm ý thức mà khế nhập cảnh giới này Mới gọi là quán Đây là từ trong định khai quệ Đọc bộ kinh này Cảnh giới trong kinh Biến thành cảnh giới của mình Ta người không hai Sanh Phật nhất như Nhập cảnh giới này rồi Người chết này được lợi ích Lợi ích đó là không thể nghĩ bạc Họ được lợi ích công đức thù thắng nhất Lợi ích công đức thù thắng nhất Xin thưa cho các vị Cũng chỉ có thể giúp họ sanh về trời đau lợi nhưng được phước báo lớn ở trong trời đau lợi nếu như người chết này lúc còn sống là người niệm phật là người hiểu rõ phật pháp là người niệm phật vậy thì sau khi họ qua đời tụng kinh sau khi họ nghe rồi rất có thể nhắc nhở họ niệm phật giảng sanh tịnh độ vậy thì họ chắc chắn sẽ được sanh tịnh độ cho nên những việc phật sự siêu độ là làm tăng thượng duyên cho họ chỉ sợ họ quên mất nên đặc biệt đến nhắc nhở họ nếu như lúc họ còn sống không có tiếp xúc phật pháp vậy thì rất khó nếu hoàn toàn dựa vào phước thì họ chỉ có thể đạt đến trời đau lợi lợi ích này lớn hay nhỏ không bằng nhau trong kinh văn nói rất rõ ràng rất minh bạch chúng ta tự mình phải tư duy tại vì sao siêu độ họ có thể được lợi ích phần trước cũng đã từng nói qua với các chị rồi nếu như không phải nhờ họ qua đời thì quyến thuộc người trong gia đình sẽ không tu phước và cũng sẽ không được lợi ích thù thắng bởi vì nguyên nhân này nên người thân quyến thuộc mới tu phước mới lễ lại sám hối mới tụng kinh mới lễ phật đây là người chết tạo tăng thượng duyên tu phước cho người thân quyến thuộc nguyên do như vậy nên họ được một phần bảy phước báo cho nên phước mà người thân quyến thuộc tu càng lớn thì họ sẽ được lợi ích càng lớn đạo lý là ở chỗ này dĩ thị chi cố vị lai hiện tại Thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu, phần phần kỹ hoạch. Bởi vì nguyên do này, cho nên Bồ Tát Địa Tạng nói, vị lai hiện tại, thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu, kiện là sức khỏe của bạn rất khỏe mạnh, văn là sáu căn của bạn rất thông minh. bạn hiểu rõ đạo lý này biết được sự thật này nhưng lúc cơ thể khỏe mạnh bạn phải chăm chỉ nỗ lực tự tu thì phước báo mà bạn được là viên mãn phần nào mình cũng thấy đều thu được Ở trong chú giải Pháp Sư Thanh Lương Trích dẫn Một đoạn ở trong Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh Chúng ta hãy đọc qua đoạn này một chút Đoạn này cũng là do Bồ Tát Phổ Quảng nói ở hàng thứ nhất Trang 85 Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh Phổ quản Bồ Tát Bạch Phật Ngôn Nhược thiện nam nữ Vị chung chi thời Nghịch tu sanh thất Nhiên đăng huyền phan Thỉnh tăng chuyển kinh Đắc phước đa phủ Phật ngôn kỳ phước vô lượng Đoạn này có thể làm ấn chứng cho kinh này Lại nói Phụ mẫu thân tộc Mệnh chung thọ khổ Vị kỳ tu phước Đắc phước đa phủ Đây là tu cho người khác Phật ngôn thất phần hoạch nhất Bảy phần công đức họ được một phần là cũng giống như trên kinh này nói vậy Phía trước Bồ Tát Phổ Quảng hỏi Nghịch tu sanh thất Tức là người vẫn chưa chết Tức là nói khi chúng ta hiện nay Tự mình tu Thỉnh Pháp Sư Đến chuyển kinh thỉnh pháp sư chuyển kinh ý nghĩa của chữ chuyển là thỉnh pháp sư tụng kinh và thỉnh pháp sư giảng kinh đều gọi là chuyển kinh hầu hết mọi người lúc còn sống không biết làm phật sự siêu độ cho mình trước việc này là rất ít nhưng mời pháp sư giảng kinh công đức này rất lớn có năng lực thì một mình bạn mời Như thế công đức này là mình hướng trọn Mình không có năng lực Thì cùng với Vài người bạn đạo đồng tham Chúng ta cùng nhau đi mời Mời Pháp Sư giảng một bộ kinh Hoặc giả mời Pháp Sư giảng kinh một ngày Thì công đức cũng không thể nghĩ bạn bạn thường nghĩ xem có người nào trong đời đã từng mời pháp sư đến giảng kinh một lần chưa vô cùng hiếm có giống như chúng tôi đến nơi khác để giảng kinh chúng tôi thường đến hồng kông qua đó giảng ba ngày những đồng tu bên đó rất nhiều người tập hợp sức lại với nhau thuê mượn một cái giảng đường mời một số bạn đồng tu lại để nghe giảng kinh đều là cái ý này trong kinh nói ở trong tình hình này chúng ta là người hiểu biết thì đừng làm buổi diễn giảng bình thường diễn giảng bình thường thì họ được công đức rất nhỏ Nên giảng kinh Nếu như mà chúng ta giảng một giờ, hai giờ Giảng một lần Vì chúng ta giảng kinh gì Có thể trích một đoạn trong kinh văn để giảng Vẫn là giảng kinh Tôi không thể giảng toàn bộ kinh Thì giảng đại ý của cả bộ kinh Hoặc là trích một vài đoạn trong kinh văn để giảng Đây là người hiểu biết Người trong nghề Kỷ niệm một năm Hồng Kông Trao trả về Trung Quốc Đồng tu bên đó mời tôi qua giảng kinh Thời gian chỉ có 6 ngày 12 giờ đồng hồ Chúng tôi cảm kích sự nhiệt tâm hộ pháp của họ Tôi qua giảng Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ 12 giờ đồng hồ Thì làm sao giảng xong được chứ Chúng tôi trích lục ra một quyển sách Quyển sách này các vị đều nhìn thấy rồi Từ trong Kinh Vô Lượng Thọ Trích ra 60 điều Mỗi một điều đều là kinh văn đây chính là thỉnh tăng chuyển kinh là do mọi người họ mời đến kết hợp lại với nhau mời chúng ta phải hiểu đạo lý này phải biết mình nên làm như thế nào đặc biệt là người thân quyến thuộc của chúng ta thấy họ cả đời không có làm việc gì tốt Bản thân họ mê hoặc điên đảo Người học Phật chúng ta biết rất rõ Có thể nhìn thấy ra tiền đồ của họ Làm sao giúp đỡ họ Phương pháp này giúp đỡ thụ thắng hơn hết thảy Là mời Pháp Sư Giảng Kinh chúng ta đứng ra khởi xướng phát động mời họ đến tham dự họ sẽ được phước dùng loại phương pháp này để tiếp dẫn họ cho nên phương tiện thiện xảo rất nhiều chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Duyên tiền sanh bất tính đạo đức cố Duyên là bởi vì họ lúc còn sống Không tin đạo đức Đoạn bên dưới này là Nhược dĩ vong giả Nghiêm thân chi cụ Nghiêm thân chi cụ Dùng cách nói hiện nay để nói Chính là những đồ như Giang dòng châu báu Đồ trang sức mà họ cất giữ Đây là nghiêm thân chi cụ Ốc trạch viên lâm Nhà cửa đất đai của họ Ốc trạch là nhà cửa Viên lâm là đất đai Dĩ thí tam bảo Khả bạc địa ngục chi khổ Mặc dù cả đời tạo tác tội nghiệp cực nặng Trước lúc chết Nếu như có thể đem tất cả tiền của Của họ Cúng dường tam bảo Thì phước này Có thể vượt qua Tội nghiệp đọa địa ngục của họ Nguyên nhân là gì? cúng dường tam bảo mỗi ngày đều có người xuất gia những người xuất gia tu hành người tại gia tu hành này mỗi ngày ở nơi đây tụng kinh lễ xám thì một phần bảy công đức này là lớn rồi là quá lớn rồi đạo lý là ở chỗ này nhưng mà chỗ này cần phải phân biệt rõ ở trong tam bảo có thật giả đạo tràng phật pháp chân chánh đạo tràng phật pháp chánh pháp mới có cái hiệu quả này nếu như không phải chánh pháp Thế gian hiện nay Là giống như lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói Tà sư thuyết pháp nhiều như các sông hằng Có rất nhiều Phật Pháp giả Đạo tràng giả Mượn danh nghĩa Phật giáo Làm những chuyện trái lại Với lời giáo huấn của Phật Đà Đó là tạo tội nghiệp Nếu như bạn dùng tiền của này Bố thí cúng dường cho người mất là giúp họ tạo tội nghiệp thúc đẩy họ tạo tội nghiệp làm gì phải đọa địa ngục càng đọa càng sâu không những không thể thoát khỏi mà còn đọa sâu hơn nữa đây là điểm cần phải phân biệt rõ gần đây đồng tu bên hồng kông điện thoại nói cho tôi biết Hồng Kông có một vị Pháp Sư hơn 80 tuổi rồi Ông có một đạo tràng muốn quyên góp Hiến tặng cho người xuất gia Điều kiện của ông là phải có 5 người xuất gia 5 tỳ kheo, ông mới chịu tặng Ông ở vùng Thuyên Loan, Hồng Kông này Cái điều kiện này hay Nhưng mà rất khó sợ rằng đến lúc ông giảng sanh cũng không thể tìm ra được năm tỷ kheo. Đây là nói lời thành thật, quá khó rồi. Cách nghĩ như vậy là chính xác nhưng mà tương đối rất khó. Cho nên ở thời đại này chúng ta cần phải biết không thể tìm ra được năm tỷ kheo mặc dù là cư sĩ tại gia tín đồ phật giáo có chánh tín làm việc hoàng pháp lợi sanh cũng là việc tốt rồi thực sự là hoằng pháp lợi sanh hoặc giả là mình làm thành đạo tràng tu học làm thành đạo tràng tu hành niệm phật đạo tràng lưu thông phật pháp đó là công đức chân thật Xem tiếp Kinh Văn dưới đây Vô thường đại quỷ Bất kỳ nhi đáo Minh minh du thần Vị tri tội phước Thất thất nhật nội Như si như lung Đây là Bồ Tát ở chỗ này Nói cho chúng ta biết Cái tình trạng sau khi con người chết rồi Thế Tôn Ở trên kinh điển thường hay nhắc nhở chúng ta Cõi nước mong manh Mạng người vô thường Đây là Thế Tôn nói cho chúng ta biết Chân tướng của nhân sanh vậy chúng ta từng giây từng phút phải đề cao tâm cảnh giác phải có tâm cảnh giác cao độ nhất định không được cho rằng ta vẫn còn trẻ tuổi thọ của ta vẫn còn rất dài vậy thì bạn sai rồi người xưa thường nói đường xuống suối vàng không có phân biệt già hay trẻ Mồ cô quạnh đều là của thiếu niên Không có người cúng tế Chết khi còn rất trẻ Không có gia đình Không có con cái Để biến thành mồ cô quạnh Nhất định phải đề cao cảnh giác Vô thường đại quỷ bất kỳ nhi đáo Câu nói này tức là nói mạng người vô thường đều có thể chết bất cứ lúc nào bạn cũng không có cách gì biết trước được nhân duyên gì mình sẽ chết đặc biệt là sanh vào thế gian này hiện nay của chúng ta tai nạn biến đổi quá nhiều quá nhiều rồi bạn xem toàn thế giới nơi nào cũng có tai nạn Có nạn nước Hiện nay miền đông nước Mỹ Có nạn gió bão Ngày hôm kia trong bản tin tức Có đằng phải sơ tán hơn 500.000 người Nạn gió bão rất lớn Động đất đều là không có cách gì dự báo được bất kỳ nhi đáo không hẹn mà đến cho nên trong tâm người học phật biết rất rõ ràng rất minh bạch cho dù những tai nạn hiện nay có xảy ra cũng không sợ hãi điều này vô cùng quan trọng khi tai nạn xảy ra nếu như kinh hoàng sợ hãi thế thì hỏng rồi kinh hoàng sợ hãi là đi ba đường ác rồi cư sĩ lý mộc nguyên ngày hôm kia báo cáo với mọi người ông đi tiễn đưa một số người giảng sanh sau khi họ giảng sanh ông giúp họ vệ sinh thân thể chăm sóc nhập liệm Có một số người giáng sanh Thân thể mềm mại Đại khái niệm Phật giáng sanh Tuyệt đại đa số Thân thể đều mềm mại Đây là tướng lành Có một số người ra đi thân mình cứng đơ đây là do nguyên nhân gì kinh hoàng sợ hãi thì cơ thể sẽ cứng ngắc người ra đi rất tự tại không hề sợ hãi chút nào thì cơ thể của họ sẽ mềm mại cho nên chúng ta có thể từ người sắp mạng chung nhìn ra được tình trạng lúc họ ra đi nếu họ chết tốt thì chắc chắn không rơi vào ác đạo thấy họ lúc ra đi rất tự tại rất an ổn tốt lành rất rõ ràng thần trí sáng suốt thì chắc chắn không đọa ác đạo niệm phật vào lúc này nhất định giảng sanh Cho nên tiến đưa người giảng sanh Nhìn thấy được những tướng lành này Đạo lý là ở chỗ này Nếu như không tin Phật Pháp Thì không gặp được thiện tri thức Lúc sắp mạng chung Gặp được thiện tri thức là Đại Phước Báo Có người vào lúc này nhắc nhở họ Giúp đỡ Dẫn dắt họ niệm Phật Cho dù cả một đời Tạo tội nghiệp nặng đi nữa Cũng không sợ Cũng có thể giảng sanh đó gọi là đới nghiệp giảng sanh Chỉ sợ vào lúc này không có người giúp đỡ họ Còn có người quấy rối họ Người thân quyến thuộc đến khóc lóc ồn náo thế thì xong rồi Đây là đại chướng ngại Bốn câu dưới đây là nói tình trạng của họ Minh minh du thần đây chính là hồn phách của họ Trong Phật Pháp chúng ta gọi là a la gia thức Người thế tục gọi là linh hồn Du thần chính là linh hồn Nhà Phật gọi là du thần Là rất chính xác Nói linh hồn đó là lời tân bốc Nghi sao vậy? Chắc chắn không linh Nếu họ linh Thì sao lại rơi vào trong ác đạo chứ? họ rơi vào ác đạo có thể thấy họ không linh lời khổng lão phu tử nói ở trong kinh dịch cũng rất có đạo lý ngài nói là du hồn chúng ta ở đây gọi là du thần cách nói này rất có đạo lý bởi vì tốc độ của nó rất nhanh trôi dạt bất định quả đúng là du hồn trong kinh dịch nói du hồn vi biến Biến tức là họ đi độc thai Họ lại đi đổi một thân thể khác Minh minh du thần Vị tri tội phước vào lúc này Thật sự là như ngay như điếc Là rất ngay dại Trong 49 ngày Là ở tình trạng này Thông thường chúng ta nói là thân trung ấm Cho nên thân trung ấm Là mê hoặc là ngay dại hoặc tại chư tư biển luận nghiệp quả thẩm định chi hậu cứ nghiệp thọ sanh vị trắc chi gian thiên vạn sầu khổ hà huống đọa ư chư ác thú đẳng Hoặc tại chư tư Tư ở đây Là cõi quỷ Là những cơ quan làm việc Ở trong cõi ngạ quỷ này Là biện luận ở trong các pháp đình đó Có người nói họ tạo bao nhiêu tội nghiệp Bản thân họ không thừa nhận Nên ở nơi đó để biện luận Người thế gian Có khi mình tạo tội nghiệp Có thể họ quên mất Cũng có người cố ý không thừa nhận Thế nhưng ở cõi âm Quỷ thần có ghi chép cả rồi Ngàn ngữ nói rất hay ngẩng đầu ba thước có thần linh trên kinh phật nói cho chúng ta biết con người từ lúc ra đời liền có hai vị thần thường xuyên đi theo bạn một vị tên là đồng sanh một vị tên là đồng danh tất cả hạnh nghiệp mà bạn tạo tác họ đều ghi chép nó lại rồi đến lúc sắp mạng chung gặp vua diêm la thì hồ sơ ở chỗ vua diêm la rất đầy đủ từng ly từng tí trong đời bạn đều không thể chối cãi được cho nên ở nơi đó biện luận sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh bạn đi đầu thai ở cõi nào thì phải đi đến đó thôi trên kinh địa tạng nói rất rõ ràng vua diêm la có quyền lực tăng thêm tội cho bạn hoặc là miễn xá tội cho bạn hay không không có quyền lực này ngài rất công bằng rất chánh trực dựa theo những gì bạn đã tạo mà phân phát cho bạn ngài không có quyền lực tăng thêm tội cho bạn cũng không có quyền lực miễn xá tội cho bạn nếu như ngài tăng thêm hoặc miễn xá là bị phạm pháp rồi cho nên tiền đồ cả đời của mình thực sự là do chính mình làm chủ chứ không phải do họ làm chủ điều này chúng ta nhất định phải biết lúc này người chết phải tiếp nhận những sự phán xử này ở âm giang vẫn chưa có định án họ rất sầu khổ thiên vạn sầu khổ đây là lúc chưa có định án sau khi định án xong nếu như nói nghiệp ác nặng gì thì, thì nhất định phải đến ba đường ác Để mà thọ sanh Đi thọ sanh ở ba đường ác Cũng có nghiệp duyên Tìm cha mẹ ở cõi súc sanh Thì cha mẹ đó trong đời quá khứ Có duyên phận với họ Ở trong cõi ngạ quỷ Và ở trong cõi địa ngục Phần nhiều là hóa sanh ở trong cõi quỷ cũng có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh Còn ở trong địa ngục hoàn toàn là hóa sanh Nếu như không phải hóa sanh Mà là thai sanh hoặc noãn sanh Thì nhất định phải tìm cha mẹ Duyên, Phật đã nói rất rõ ràng Tóm lại không ngoài bốn loại Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ người chưa có giác ngộ đời đời kiếp kiếp phải làm cái việc này sau khi giác ngộ rồi thì sẽ khác con người sau khi giác ngộ đó là trong khoảng một niệm họ chuyển nghiệp lực thành nguyện lực chuyển nghiệp báo thành thị hiện Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian Cần dùng thân gì để độ Ngài liền thị hiện thân ấy Cho nên chuyển cảnh giới Thực sự là trong khoảng một niệm Một niệm này của chúng ta có thể chuyển lại được hay không? Nói trên lý luận là chắc chắn được nói trên sự vậy thì hoàn toàn xem trình độ giác ngộ của chính mình bạn thật sự giác ngộ rồi thì rất dễ dàng chuyển trở lại được làm sao biết chuyển trở lại người chuyển trở lại được chắc chắn không có mình nếu như vẫn còn ta thì chắc chắn chưa chuyển trở lại Bởi vì bạn còn chấp ngã Đây là phàm phu Không phải Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát không có ngã Nếu dùng tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang Thì các vị sẽ rất dễ dàng hiểu được Không ngã tướng Không nhân tướng Không chúng sanh tướng Không thọ giả tướng Là bạn chuyển trở lại rồi nếu như bạn vẫn còn bốn tướng trên thì bạn chưa có chuyển trở lại muốn chuyển như thế nào nỗ lực chuyển như thế nào cũng không thể chuyển lại được bạn muốn hỏi vì sao bởi vì bạn có tưởng bạn có niệm tưởng là vọng tưởng bạn có phân biệt bạn có chấp trước thì bạn không thể chuyển lại được rồi cho nên thực sự muốn chuyển trở lại thì vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xả Khởi tâm động niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh Là bạn chuyển trở lại rồi Cái thân này của chúng ta Có được từ cha mẹ Là thân nghiệp báo Một khi chuyển trở lại Thì đây là Hóa thân thị hiện Hoàn toàn không có sanh tử Hoàn toàn không có phiền não hoàn toàn không có nhân ngã thị phi vậy là bạn thật sự chuyển trở lại rồi thật sự chuyển trở lại thì đời sống công việc của họ cũng giống như bình thường vậy không có thay đổi nhưng tâm lý thì thay đổi trước đây là vì chính mình hoặc là vì gia đình hoặc là vì đoàn thể của mình Hiện nay là gì tận hư không khắp Pháp giới Thị hiện giống như chư Phật Bồ Tát Không hai không khác Đây gọi là siêu phàm nhập thánh Đây gọi là thực sự dứt sanh tử Ra khỏi tam giới Vào cảnh giới của Phật Bồ Tát chúng ta học phật nếu có thể khế nhập cảnh giới này mới là thành tựu viên mãn nếu nói đến phương pháp dụng công nói thật ra chính là nhìn thấu buông xả thật sự nhìn thấu thật sự buông xả là được rồi đoạn kinh văn này pháp sư thanh lương chú giải tương đối phong phú các vị có thể tự mình tham khảo mời xem kinh văn dưới đây thị mạng chung nhân vị đắc thọ sanh tại thất thất nhật nội niệm niệm chi gian vọng chư cốt nhục Nguyễn thuộc giữ tạo phước lực cứu bà Đây là sự thật Lúc còn sống không biết Sau khi chết rồi gặp phải khổ nạn Do lúc này không có nơi đương tựa Thực sự là lẻ loi hiu quạnh Hy vọng duy nhất của họ Là hy vọng người thân quyến thuộc Có thể tu phước dùm họ Có thể siêu độ họ Thế nhưng có rất nhiều người thân quyến thuộc Không hiểu rõ đạo lý này Thuận theo tập tục của thế gian Giống như lời trong kinh phía trước nói Sát sanh Cúng tế quỷ thần Cầu tà đạo giúp đỡ Võng lưỡng chính là tà đạo Không những chẳng giúp ích được gì Trái lại còn có hại Đây là do người thế gian không biết không có người hướng dẫn chúng ta nói đến sự đáng thương nói đến sự thê thảm thì không gì bằng điều này còn nghiêm trọng hơn so với thọ khổ nạn cực lớn lúc còn sống ở thế gian không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần Trong kinh nói tội phước Đích thực chính là Chỉ thập thiện thập ác Chúng ta không cần nói quá cao Đừng nói quá huyền bí Chỉ nói rất đơn giản Lấy ngũ giới thập thiện làm tiêu chuẩn Phá giới tạo ác là tội nghiệp vô biên trì giới tu phước tu phước chính là chăm chỉ làm theo thập thiện nghiệp đạo đây là gốc rễ chính yếu của việc làm người chúng ta cho nên sau khi chết rồi dựa vào người khác đến giúp đỡ đó là một ẩn số đặc biệt là vào thời đại hiện nay những thành phần đáng tin cậy ngày càng thấp đi người trong xã hội hiện nay cho rằng đây là mê tín chúng ta thử xem người tuổi trẻ thế hệ sau này nếu như không có người cố gắng chỉ dạy họ thì ai còn có thể tin được đây hay nói cách khác sau khi chết rồi gặp phải những chuyện khổ nạn bạn mong ai đến giúp đỡ bạn không có ai giúp đỡ cả sự thật này là vấn đề thiết thực của chúng ta giả dạ lại nghĩ đến nó là sự diệt trước mắt Với bản thân chúng ta Về mặt thời gian mà nói Là thật vô cùng gần gũi Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta Nhắc nhở chúng ta Hiện tại khi thân thể còn đang khỏe mạnh Thì nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học Công đức phước đức này Mình hướng được trọn vẹn Đây là Cúng thất Là căn cứ của việc cúng thất Cho người sau khi chết đi Đây là căn cứ trên kinh điển Quá thị nhật hậu Tuy nghiệp thọ báo Thị nhật Chính là trong 49 ngày Tuyệt đại đa số trong 49 ngày đều chuyển thế. Ở đây cũng không biết đi luân hồi về cõi nào. Là đại đa số. Cũng có một số ít trong 49 ngày chưa có đi đầu thai có một số ít. Thậm chí là Dài năm Mấy mươi năm Cũng vẫn chưa đi đầu thai Đều ở trong trạng thái của trung ấm Có Đây là loại người nào vậy? Là người đặc biệt chấp trước Họ không có đi đầu thai Người đặc biệt chấp trước thân thể Chúng ta thường gọi là quỷ giữ thay ma. Họ không đi đầu thai. Họ không nở rời khỏi thân thể của mình. Loại quỷ này phần lớn là gì? Là họ ở trong mồ mã. Ngoài ra là thí dụ người không nở từ bỏ nhà cửa của họ. Thường thường họ cũng không đi đầu thai. Ngôi nhà đó biến thành nhà ma. Có loại tình trạng này Nhưng là thiểu số Đại đa số Đều theo nghiệp mà đi thọ báo Người chấp trước tương đối nhẹ Tùy nghiệp mà đi thọ báo Nhược thị tội nhân Động kinh thiên bách tuế trung Vô giải thoát nhật Thời gian chúng ta ở cõi người rất ngắn ngủi rất ít người có thể sống được một trăm tuổi là rất ít trong thời gian ngắn như vậy những tội nghiệp đã tạo này cũng quá đủ cho bạn thọ rồi trong lúc bạn thọ báo thiên bách tuế trung vô giải thoát nhật bạn phải thọ quả báo này đây là nói điều gì vậy bạn ở cõi ngạ quỷ Bạn ở cõi súc sanh Thọ báo trong cõi súc sanh Đừng cho rằng tuổi thọ của nó rất ngắn ngủi Súc sanh ngu si Súc sanh chấp trước Cho nên rất khó thoát ra thân hình của nó Phật ở trên kinh đã từng nói qua Năm xưa có một ổ kiến trong giường kỳ thọ cấp cô độc Phật nói cho mọi người biết Ổ kiến này trải qua bảy đức Phật nhập diệt rồi Nó vẫn chưa thoát ra khỏi thân kiến Không phải nói tuổi thọ của kiến rất dài Sau khi chết rồi vẫn đầu thai thành kiến ở trong cái ổ này bởi vì nó chấp trước cái ổ đó là nhà của nó Chấp trước cái thân hình đó chính là nó Sau khi chết rồi vẫn làm kiến Thông thường chúng ta nói Một Phật ra đời là ba đại A Tăng kỳ kiếp Bảy Đức Phật là 21 A Tăng kỳ kiếp Nó cũng chưa thể thoát khỏi thân kiến Bạn nói có nguy hiểm hay không? cho nên đây là việc rất đáng sợ những việc ngu si khờ dại này nói lời thành thật mỗi người chúng ta đều đã từng làm qua rồi không chỉ làm một lần không biết là đã làm bao nhiêu lần rồi vô lượng kiếp đến nay hiện nay trong đời này gặp được phật pháp đọc được kinh điển, nghe được Phật khai thị, sáng tỏ trở lại rồi. Có phải thật sự sáng tỏ trở lại hay không? Chân thật sáng tỏ rồi, thì bắt đầu từ hôm nay, nhất định không làm việc khờ dại này nữa. Nếu như vẫn còn tạo mười nghiệp ác, vẫn còn hủy phạm ngũ giới là bạn chưa có sáng tỏ bạn không phải chân thật sáng tỏ người chân thật sáng tỏ sẽ không làm nữa trong một đời này phải hạ quyết tâm vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi không những nói thân thể của chúng ta cái thân này là thân cuối cùng đầu thai ở trong lục đạo luân hồi đây là thân cuối cùng của ta còn phải tiến thêm một bước nữa lập tức chuyển đổi cái thân này thành thân ứng hóa chuyển nghiệp báo của chúng ta thành thị hiện bạn học phật như vậy là thật sự có công phu thật sự có thành tựu rồi bạn đạt được lợi ích viên mãn tiên sinh phương đông mỹ năm xưa nói học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người có lẽ sự hưởng thụ cao nhất của thầy vẫn chưa có đạt đến cảnh giới cao như vậy Thật sự ở trong đời này Có thể chuyển phàm thành thánh Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thường nói thay đổi tâm lý Đem tâm phàm phu Tâm luân hồi của chúng ta Chuyển đổi thành tâm Bồ Tát Chuyển đổi thành tâm Phật Tâm luân hồi chính là mười nghiệp ác thập thiện thập ác tâm bồ tát là thanh tịnh bình đẳng giác dùng thanh tịnh bình đẳng giác thành lục độ ba la mật các vị nên biết thanh tịnh bình đẳng giác thành lục độ ba la mật Chính là thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền Đây là sự chuyển đổi lớn Bên dưới nói Nhược thị ngủ vô gián tội Đọa đại địa ngục Thiên kiếp vạn kiếp Vĩnh thọ chúng khổ Đây là sự thật Ở xã hội ngày nay Tạo năm tội vô gián Rất dễ dàng Vào thời xưa Người trước đây đều xem trọng giáo dục tuy là trường học không nhiều dường như giáo dục không có phát triển như hiện nay đây là người thông thường nhìn từ khía cạnh hình tướng thực ra hình tướng cũng chưa thấy rõ ràng người xưa xem trọng giáo dục hơn người hiện đại chúng ta người không biết chữ cũng coi trọng giáo dục không giống như hiện nay hiện nay nói lời thành thật xây trường học rất nhiều lập ra rất nhiều đại học lập ra rất nhiều viện nghiên cứu mà lơ là giáo dục người xưa luôn nghĩ đến tương lai đều biết có đời sau cho nên họ đều biết nghĩ cho đời sau biết tích đức biết hành thiện người hiện nay không biết đạo lý này người hiện nay tạo tác đều là tự tư tự, tự lợi chỉ nghĩ đến mình không nghĩ đến người khác cho nên tất cả hành vi tóm lại không ngoài những chuyện làm tốn người lợi mình đây là tư tưởng của người hiện nay Nhưng làm tổn hại người có phải thật sự là lợi mình không? Việc lợi mình đó chính là trong kinh Phật ví như liếm mật trên lưỡi dao vậy. Cho rằng mình đạt được lợi ích. Thật ra là mình tạo 5 tội vô gián bản thân bạn ngày nay được lợi ích bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày bạn có thể hưởng thụ được những gì nói thật ra là cũng chẳng được gì cả bạn nói bạn có được của cải của cải ở đâu trên người một xu cũng không có chỉ là những con số rỗng tuếch hết sức trừu tượng nhà cửa đất đai có bạn nhiều đi nữa chỗ bạn đang đứng đó chiếm diện tích chưa đến một thước tối bạn đi ngủ cũng chẳng qua cái giường là một thước tám mà thôi Bạn được cái gì chứ? Được là vô lượng vô biên Nghiệp tội Là bạn được những thứ này Những nghiệp tội này Tương lai là phải thọ báo Ở địa ngục Ngủ vô gián Là bạn đi làm những chuyện này Cái gì thử nghĩ xem Đây đâu phải là giáo dục chứ đó dứt khoát là tà thuyết là hầm lửa là âm mưu hiện nay không phải giáo dục giáo dục hiện nay đã không còn nhìn thấy nữa rồi giáo dục thời cổ đại của trung quốc là dạy bạn luân lý đạo đức bạn hiểu rõ rồi bạn có thể làm được sẽ không mất phước báo nhân thiên đời sau vẫn có thể hưởng thụ phước báo nhân thiên nhất định không bị đọa địa ngục đây là giáo dục giáo dục nhà phật còn thù thắng hơn nữa giúp bạn thoát khỏi lục đạo thoát khỏi luân hồi giúp bạn làm phật làm bồ tát làm phật làm bồ tát là khôi phục tánh đức viên mãn của mình không gian sống của chúng ta là tận hư không khắp Pháp giới. Hư không Pháp giới là chính mình. Bạn là chân thật đạt được rồi. Nếu bạn chưa giác ngộ, thì một chút cũng không thể đạt được. Nếu như bạn thật sự giác ngộ rồi, thì tận hư không khắp Pháp giới, bạn có an toàn đạt được rồi. Như thế thì làm sao giống nhau được chứ Mời xem kinh văn dưới đây Phục thứ trưởng giả Như thị tội nghiệp chúng sanh Mệnh chung chi hậu Quyến thuộc cốt nhục Vì tụ doanh trại Tư trợ nghiệp đạo Vị trai thực cánh Cập doanh trai chi thứ Mệ cam thái dịp Bất khí ư địa Nải chí chư thực Vị hiến Phật tăng Vật đắc tiên thực Đây là nói rõ Người thân quyến thuộc Tu phước cho người chết đã nêu ra một thí dụ ở trong thí dụ này các vị nhất định phải biết tinh thần của nó ở trong đó tại vì sao họ lại được phước đều ở hai chữ thành kính khi không có tâm thành kính dù làm theo phương pháp này vẫn không thể được phước chỉ có chí thành cung kính chứ không có gì khác tâm thành kính là tánh đức tâm thành kính là chánh giác cho nên các vị phải biết không thành kính đó là tướng mê hoặc đó là nghiệp chướng thành kính là giác ngộ thành kính là tánh đức bộc lộ ra thành kính là bát nhã phóng quan ở đây nêu ra một thí dụ là thí dụ doanh trai doanh là tổ chức là chế tạo tức là bạn đang làm tiệc chay đây là trong cửa phật chúng ta thông thường gọi là cúng ngọ cúng bữa trưa đó gọi là doanh trai doanh trai bạn phải chú ý đến vị trai thực cánh cặp doanh trai chi thứ là khi bạn đang làm những món chay và cơm chay này phải có tâm cung kính mễ cam thái diệp bất khí ư địa đây là kính trọng đồ vật mễ cam là gì là nước vo gạo cơm chay này của ta là để cúng chay cúng dường chư Phật cúng dường quỷ thần đối với các ngài có tấm lòng tôn kính như vậy khi việc làm chai này của chúng ta chưa làm xong thì nước do gạo cũng không được đổ tùy tiện không được đổ giải ra nơi đất chân thành cung kính đến mức độ này nhất định phải đợi đến khi sự việc này làm viên mãn rồi thì mới xử lý số rác này nước vo gạo lá rau đều là đồ bỏ đi không dùng đến đây là điểm mà người làm đồ chay Hiện nay rất ít người biết Lá rau nhặt ra không dùng lập tức liền dứt bỏ đi Hướng hồ là nước Vo gạo chứ Nãy chí chư thực vị hiến Phật tăng Vật đắc tiên thực Tiên thực là gì? Nếm thử mùi vị Ở trong nhà bếp bạn nấu ăn thường hay nếm mùi vị Đó là gì? Sau khi bạn ăn rồi mới cúng Phật Là đại bất kính Đây là hầu hết mọi người thường hay phạm Mà không biết, không ý thức Không được phép Điểm này người Trung Quốc không bằng người nước ngoài những người đầu bếp nước ngoài tuyệt đối không có nếm thức ăn Vì sao vậy? Nó không có vị Họ nếm cái gì chứ? Thức ăn nước ngoài lạc và không có vị Không có vị Đồ gia vị là đựng trong chiếc lọ nhỏ này Bày ngay trước mặt Bạn tự mình nếm nếm cho nên nó không có vị Bạn ra nước ngoài để ăn đồ ăn Nó đều là đồ luộc cả Không có mùi gì gì Nhưng mà những đồ gia vị đó đều bày ngay trước mắt Bạn tự mình nếm nếm, nếm. Làm như vậy rất có đạo lý Khẩu vị của mỗi người khác nhau Nếu họ nêm nếm mùi vị xong Thì bạn bị họ chi phối rồi Tôi tự mình nêm nếm Là bản thân tôi có thể làm chủ Tôi thích ăn vị đậm đà một chút Hoặc là nhạt một chút Tôi có thể làm chủ được Người ta làm sẵn cho bạn rồi Bạn không còn chỗ nào để lựa chọn Nên phải ngoan ngoãn nghe theo sự an bày của họ cho nên điều này tôi cảm thấy nước ngoài hay Nước ngoài hay hơn Trung Quốc Thức ăn họ nấu ra là do luộc chín dầu và muối thể đều không có Ở Trung Quốc trước đây Tông việc cúng tế cũng là như vậy Cũng là không nêm nếm Đây là tâm cung kính đích thực Chú trọng về mặt ẩm thực Thì cần phải biết đạo lý này Như hữu vi thực Cặp bất tinh cần Thị mạng chung nhân liễu bất đắc lực Những thứ cúng dường này của bạn Họ không được một mấy may Phước báo nào cả Vi thực là gì? Là chưa có cúng dường Phật tăng Bạn đã ăn trước rồi bạn đem thức ăn thừa của bạn cho người khác đừng nói đối với phật bồ tát mà đối với quỷ thần đối với người cũng không cung kính rồi hoặc là bất tinh cần không được tinh sạch tức là bạn không nghiêm túc làm việc này không có thành ý không có tâm cung kính làm việc này nên người chết này cũng không được lợi ích không nhận được sự giúp đỡ của bạn nếu như chúng ta là cúng phật khi cúng ngọ cúng phật nếu như có vi phạm như thế thật sự là có tội với phật bồ tát nhưng phật bồ tát đại từ đại bi tuyệt đối sẽ không trách bạn phật bồ tát không trách bạn nhưng thần hộ pháp chán ghét bạn thần hộ pháp là phàm phu họ không phải là phật bồ tát nên người gây phiền phức đều là thần hộ pháp bạn làm rất đúng như pháp rất cung kính thì thần hộ pháp cũng cung kính đối với bạn bạn làm không đúng như pháp thì thần hộ pháp cũng sẽ ghét bỏ bạn cho nên đạo lý này nhất định phải biết chúng ta thường ngày không phải lúc giảng kinh các vị cũng phải thấu tình đạt lý Nhìn thấy người khác làm vậy Cũng đừng nói Nói sẽ có lỗi với họ Ai chịu tin bạn chứ Người thế gian đều làm như vậy cả mà Họ cảm thấy họ không có làm sai Nếu bạn nói với họ Họ sẽ nói bạn là nhiều chuyện Vì vì chúng ta phải gây xích mít với họ Giảng kinh là Đức Phật nói ở trên kinh họ nghe vậy thì không có gì để nói là do phật nói chứ không phải tôi nói tôi không có kiếm chuyện với anh là phật dạy chúng ta làm như vậy cho nên chúng ta đọc kinh nghe kinh phải giác ngộ phải biết mình cần phải cải tiến như thế nào cải tiến chính là tu hành là điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta Bên dưới nói Như tinh cần hộ tịnh Chúng ta làm một cách chân thành cung kính Làm chay đúng như lý như pháp Nói thật ra làm chay Ăn uống mỗi ngày chính là làm chay Ý nghĩa đích thực của chữ trai là ăn một bữa giữa ngày chúng ta hiện nay mỗi ngày ăn ba bữa ba bữa chưa đủ buổi tối còn phải ăn khuya nữa còn phải ăn mấy bữa điểm tâm một ngày ăn bảy tám lần nói thật ra là hơi quá Thế nhưng chịu thật thà niệm Phật Thì thần hộ Pháp cũng sẽ tha thứ cho bạn Họ mắt nhắm mắt mở Nếu bạn chịu niệm Phật Thì thôi tốt rồi Nếu như không chịu niệm Phật nữa Thì thần hộ Pháp phải chỉnh bạn Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này Tu hành đúng như lý như Pháp Thật sự là chư Phật hộ niệm Long thiên tôn kính bạn cho nên tinh cần hộ tịnh phụng hiến phật tăng chữ tăng ở chỗ này các vị phải nhớ kỹ không phải chuyên chỉ cho người xuất gia ngài là nói nghĩa rộng tăng là chúng hòa hợp đệ tử của phật bất luận là tại gia hay xuất gia bốn người cộng tu với nhau Tương thủ lục hòa kính đây liền gọi là tăng chúng gọi là tăng đoàn hầu hết mọi người hiện nay khi nhìn thấy chữ tăng đều cho là người xuất gia ý nghĩa là bị sai lệch rồi tức là đối với người xuất gia thì tôn trọng còn đối với người tại gia thì không tôn trọng chúng ta sai rồi có một số người tại gia thật sự là tu lục hòa kính vậy mà chúng ta lại lơ là người xuất gia chưa chắc là tu lục hòa kính cách hành sự của chúng ta là điên đảo rồi cho nên chữ tăng ở chỗ này phải khẳng định chính là chỉ tăng đoàn hòa hợp bất luận là tại gia hay xuất gia người thật sự phát tâm tu hành người rõ lý họ là tăng thật sự những cách xưng hô trong nhà phật này chúng ta phải biết rõ ràng đối với thân phận người xuất gia chỉ có tỳ kheo và tỳ kheo ni sa di sa di ni đây là người xuất gia còn lại xưng là pháp sư hay hòa thượng xưng là a xà lê trong đó đều không có phân chia xuất gia hay tại gia gì người tại gia cũng xưng là hòa thượng ý nghĩa của chữ hòa thượng là gì chữ hòa thượng là dịch âm tiếng phạn ý nghĩa của nó là thân giáo sư tức là ngày nay chúng ta gọi là thầy giáo thầy trực tiếp dạy ta ấn độ xưa xưng là hòa thượng người không phải trực tiếp dạy ta giống như chúng ta ở trong trường học vậy đi học ở trong một ngôi trường thì thầy giáo rất nhiều có một số thầy cô dạy ta có một số thầy cô không có dạy ta họ là thầy cô trong trường chúng ta rất nhiều nhưng không dạy ta chúng ta cũng quen gọi là thầy ở trong phật pháp người không có dạy chúng ta xưng là a xà lê Xưng là Pháp Sư Người trực tiếp hướng dẫn chúng ta xưng là Hòa Thượng Hòa Thượng quan hệ với chúng ta vô cùng mật thiết Thông thường hầu hết trụ trì Các tự diện xưng là Hòa Thượng Là giống như hiệu trưởng trong trường học vậy Tuy hiệu trưởng không có dạy lớp của bạn Nhưng vẫn là trực tiếp dạy bạn Bởi vì họ chủ trì chính sách giáo dục Sắp xếp chương trình họ mời những vị thầy giáo đó là đại biểu cho họ đến dạy bạn trên thực tế họ là thân giáo sư họ phải chịu trách nhiệm dạy học những vị thầy dạy trên lớp chỉ là người chấp hành mà thôi ở trong phật pháp cũng có thể gọi chung là a xà lê ở trong a xà lê có người dạy ta có người không có dạy ta cho nên tại gia hay xuất gia Già trẻ nam nữ đều có thể xưng là hòa thượng Pháp sư cũng là tên thường gọi Tại gia hay xuất gia cũng có thể xưng hô được Thuật ngữ trong Kinh Phật Chữ Sa Môn cũng là tên thường gọi Tại gia hay xuất gia đều có thể xưng hô được Nhưng trong thói quen của người Trung Quốc hiện nay những danh từ này đều để xưng người xuất gia Thực ra là cách gọi chung Những việc này Chúng ta đều phải biết Tinh cần hộ tịnh Phụng hiến Phật tăng Thị mạng chung nhân Thất phần hoạt nhất Bảy phần công đức họ được một phần nếu như chúng ta làm không đúng như Pháp Thì một phần cũng không nhận được Cho nên nhất định Phải nuôi dưỡng Loại tâm thành kính mỗi ngày Chúng ta không chỉ là đối với Phật Bồ Tát Đối với những người tu hành Mà đối với tất cả chúng sanh Cũng phải tu tâm thành kính Chúng ta đứng ra làm sự việc này thì hiệu lực công đức sẽ rất lớn. Thị cố trưởng giả, diêm phù chúng sanh, nhược năng vị kỳ phụ mẫu, nải chí quyến thuộc mạng chung chi hậu, thiết trai cúng dường, chí tâm cần khẩn, như thị chi nhân tù vong hoạch lợi. Lợi ích mà người còn sống được là 6 phần 7, còn người chết được 1 phần 7. lý và sự chúng ta cần phải hiểu rõ chỉ sự bồ tát ở chỗ này chỉ nêu ra một việc này phương pháp tu phước cho người chết rất nhiều rất nhiều không sao kể xiết chỗ này chúng ta Tổng kết một cái cương lĩnh quan trọng chính là thành kính. Bất luận tu loại phước nào đều phải tinh cần hộ tịnh. Bốn chữ này vô cùng quan trọng. Tinh là thuần khiết chứ không sen tạp. Tịnh là nói trong sạch, không ô nhiễm. Cho nên dùng tiền phải dùng tỉnh tài Thực sự là tiền của mình xứng đáng có được Thì chúng ta bố thí mới có công đức Mới có hiệu quả Nếu như là tiền của bất nghĩa Nghĩa là lấy của người khác Làm đẹp cho ta Vậy thì không được Đây là bất tịnh Là không thanh tịnh Không phải tịnh tài bạn dùng loại tiền của này để tu phước thì không được phước cho nên phải hiểu cho thật rõ ràng minh bạch thuyết thị ngữ thời đao lợi thiên cung hữu thiên vạn ức na do tha diêm phù quỷ thần tất phát vô lượng bồ tát chi tâm bồ tát địa tạng và Bồ Tát Phổ Quảng tu phước báo lớn. Lớn ở chỗ nào chị? Một người hỏi, một người đáp như vậy, thì đại chúng tham dự Pháp hội sau khi nghe được có nhiều chúng sanh phát tâm Bồ Đề như vậy. Công đức là ở chỗ này. Cho nên phần trước nói thỉnh tăng chuyển kinh ý nghĩa của chữ tăng ở chỗ này mọi người biết không nhất định là người xuất gia người tại gia cũng được thỉnh những vị pháp sư này giảng kinh hoặc là người tại gia hoặc là người xuất gia đều được thông thường trong thói quen của chúng ta người tại gia giảng kinh nhất định phải thọ giới bồ tát mới phù hợp với lời phật nói trên kinh không phải là người bạch y thuyết pháp bạch y là người chưa có thọ giới thọ giới bồ tát họ mới có thể đắp mạng y đây là không phải bạch y chưa thọ giới bồ tát thì không được phép đắp mạng y hiện nay có rất nhiều nơi nói thọ ngũ giới là có thể đắp mạng y vậy là sai lầm tuyệt đối không được phép thọ giới bồ tát mới được đắp y mới là tăng đoàn mới được xem là tăng chúng Thọ giới Bồ Tát Bạn thân tòa giảng kinh Bạn mới không bị người ta phê bình Điều này chúng ta phải nhớ kỹ Thọ ngũ giới tuyệt đối không có y Nhưng mặc áo tràng thì không có sao cả Áo tràng là lễ phục của chúng ta thời xưa Người nào cũng có thể mặc được Bạn chưa có thọ quy y cũng có thể mặc được Đây là trang phục xưa Đây là lễ phục trước đây Của người có ăn học mặc vào thời Triều Hán Là lễ phục của thời Triều Hán Người tại gia phần lớn là có thiêu hoa văn Người xuất gia thì không có hoa văn Màu trơn Đặc biệt là ở chỗ này Đại biện trưởng giả tác lễ nhi thoái chúng ta cũng làm lễ mà lui ra